Chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một con mồi bọ nha các bạn. Đây, như trên màn hình, chúng ta sẽ làm con mồi như thế này các bạn. Con mồi này tôi sử dụng lưỡi 16 nha các bạn nhé, lưỡi câu lưỡi 16. Rồi. Rồi chúng ta bắt tay vào làm con này nhé các bạn nhé. Hôm nay ta dùng lưỡi 16 nha các bạn nhé. Thì trước hết hôm nay ta làm một con bọ ngồi nha các bạn. Con bọ để câu cá mương. Thì con này ta có cái body bằng ta sẽ quấn nó body bằng những cái này. Những cái vòng này, cái băng keo dính này bề ngang nó chỉ có 1 ly thôi nha các bạn. Bề ngang nó có chỉ có 1 ly thôi, 1 mm. Cái này thì cái này nó có rất nhiều màu, một cục của nó là khoảng 30 màu các loại, màu sạc cừ rồi màu vàng, màu đỏ gì óng ánh rất nhiều, màu đen, màu nâu thì có hết. Cái này các bạn muốn mua, các bạn nhờ vợ nhé hoặc người yêu ra mấy cái tiệm làm nai ấy, móng tay ấy, sơn móng tay ấy. Các bạn hỏi mua cái này sẽ có nha. Cái này chính thức của người ta là để cho chị em người ta dùng, người ta trang trí cái móng tay. Bề ngang thì nó chỉ có 1 mm, thì ta mua đấy một cục đó nó cũng rẻ thôi, mấy chục nghìn là 30 màu đấy. Thì chừng một cục đấy về các bạn làm thì chắc có phải không biết bao nhiêu năm nó mới hết, nếu các bạn dùng để đi câu cá nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy không ạ? À, ta lấy ra một cái đấy, nó thì nó là băng keo dính nhưng mà nó bề ngang nó rất nhỏ và màu nó rất nhiều đấy, nó rất mảnh nha các bạn, bề ngang nó rất mảnh này. Nó có 1 mm thôi, thì ta dùng cho để quấn những cái body của cái thân, cái lưỡi câu size 16 với size nhỏ hơn này, nó rất là tốt. Từ size 14 trở xuống mình quấn là được. Cái này là mình làm phần bụng của nó các bạn. Mình quấn cái này xong mình phủ keo UV ra ngoài thì là cực bền. Đấy. Rồi. Thì hôm nay tôi bắt đầu vào làm việc thì các bạn, cái này tôi muốn làm nó có 3 cái lông đuôi, 3 sợi đấy các bạn. Thì các bạn kiếm một cái lông gà nào mà nó dài, nó giống như của tôi này, tốt này, lông chim được, lông gà gì các bạn, chim nó có những cái lông mà nó có hoa mơ á, hoặc gà hoa mơ. Các bạn lấy cái lông nó dài khoảng, các bạn tách ra những sợi nhỏ như thế này này, thì nó chỉ cần sợi nhỏ này nó dài bằng cái lưỡi này thôi, thì nói chung là tầm khoảng 2 phân thừa thãi, mình còn cắt, mình còn đặt cho nó dễ. Thì các bạn tách cho tôi lấy 3 sợi này, 3 sợi này các bạn nhé. Các bạn kéo nó ra cho 3 cái đầu nó bằng nhau, rồi các bạn tách lấy 3 sợi này. Cái này làm gì ạ? Cái này để mình làm đuôi nữa, đuôi nha các bạn. Đó. Rồi hôm nay thì có thể tôi dùng bằng chỉ đen các bạn. Đấy, cái này nó mình quấn body ra ngoài bằng băng keo lên không nhìn không lộ ở trong, thì các bạn muốn quấn chỉ nào cũng được. Ví dụ tôi quấn bằng chỉ đen, tiện chỉ nào quấn chỉ đó. Các bạn quấn lót lớp rồi, tiếp theo các bạn lấy 3 cái lông các bạn tách ra rồi đấy. Đó.
Các bạn đoán chừng cái này, con này đuôi này nó là dạng con phù du đấy, mình gọi tiếng Việt, tiếng Anh tôi không có rảnh lắm. Rồi các bạn, con này thì các bạn nhớ để ý này, cho nó cong cái chiều cong, các bạn để cho nó cong lên nhé. Các bạn đặt vào con này, các bạn có thể làm đuôi nó dài cũng được, dài bằng cái thân lưỡi hoặc là dài hơn tí cũng được. Đó, các bạn cặp nó vào, cặp vào lưỡi câu luôn nhé. Các bạn để ý, cố gắng cho cái lưỡi nó cong lên nhé, không có sao ấy, cong lên thì trông nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà nó nhỏ lên mình chỉnh cũng khó. Các bạn cố gắng để cho nó ở thật trên nhé, giữa sống lưng này. Rồi các bạn cuốn khi nào mà đến cái giảm tiếp xúc của nó nhé, bắt đầu nó chuẩn bị cong xuống của cái lưỡi câu đó, thì các bạn qua cọng đuôi này đúng không, trên này thử các bạn cất đi, cắt cái này. Bây giờ ba cái đuôi này các bạn để không, nó sẽ như thế này. Các bạn muốn, một là các bạn sau này các bạn phủ keo lên thì các bạn tách ba cái đuôi cho nó đẹp, để cho nó đúng cái dáng nó đẹp, rồi các bạn phủ keo lên dễ cả dễ và dính một ít vào cái ba cái lông cái gốc này thì ba cái gốc nó sẽ tẽ ra. Còn không các bạn sẽ làm như thế này, các bạn lấy một cái chỉ khác, chạy chỉ gì cũng được, nhỏ thôi đừng có to lắm, to lắm nó sẽ cộm. Các bạn tách ba cái đuôi ra, hai cái hai bên, một cái ở giữa đúng không ạ. Rồi các bạn lấy sợi chỉ, các bạn gập nó lại thành một cái vòng như thế này, thành một cái vòng như thế này nha, đôi lại đó thì nó còn cái vòng này. Các bạn luồn một cái sợi lông mà đuôi ở giữa của nó, các bạn luồn chỉ một cái gọng đấy thôi, còn hai gọng kia nằm hai bên thì các bạn đừng cho vào sợi chỉ. Rồi các bạn đặt, các bạn quấn lại, quấn nhẹ thôi. Khi các bạn quấn vậy thì cái sợi lông các bạn hơi nhẹ một cái là cái sợi lông ở giữa nó sẽ, sợi lông ở giữa nó sẽ ngẩng lên trên, đúng không ạ? Nó tách ra và sợi ra với nhau. Quá mỏng quá nhỏ nên khó. Và sợi nó mảnh quá. Rồi thì các bạn cho ba sợi vào là nó tách ra làm ba rồi đúng không? Rồi các bạn quấn cho đó, xong rồi các bạn lấy cái mà băng keo dính nhá, cái vòng băng keo dính các bạn cắt nó một khúc, các bạn đỡ để cái đầu nó gặp lại nha, không là đến lúc các bạn đi tìm cái đầu của nó là chết luôn ạ. Đó, cái đầu mà nó còn là băng, cái đầu của mình cắt ra này này, nó cái đầu này này, các bạn nhớ gấp nó lại cho cái những để mình cái lúc mình lần sau mình lấy nó dễ. Còn các bạn mà để nó cuốn một cuộn băng á, nó mà dính vào cái cuộn của nó á, đến lúc đi tìm cái đầu này khổ lắm, tìm không được, nó dính sát lắm. Đấy, các bạn làm cho nó thành cái nốt gấp, đến lúc mình cầm lên mình kéo ra nó dễ. Rồi các bạn cặp nó vào luôn, cái này mình phủ keo lên nên không cặp dây đồng nữa các bạn. Các bạn cuốn nó vừa sát đến chỗ chân cái gốc ba cái lông, cẩn thận nha, ba cái lông nó xẹp lại đấy, quá là nó chụm lại rồi. Thế mình xử lý bằng bằng keo đi, cho sợi chỉ vào nó cũng khó.
lưỡi to cơ, chỉ to nó mới tách. Cái này con cuốn cái body nó phía trên cái đầu nó này, các bạn chừa ra một đoạn, đừng các bạn đừng cuốn, để tí mình kẹp các thứ vào nó đỡ cộm. Đấy, thì cuốn khúc này thôi, rồi cuốn cho nó to dần lên cho nó giống con bọ. Cái này đó, cái này các bạn có thể cuốn bằng lông mịn cũng được. Rồi còn cái này giờ mình mới cuốn. Bạn để ý nha, cái keo này nó có một mặt dính nha. Bạn nhớ cuốn cái mặt dính xuống. Nó nhỏ quá, nó hơi khó điều chỉnh đấy. Đó. Cho nó dính cái vào cái dính cho keo dính cho nó dính vào cái body. Các bạn để ý này. Nếu các bạn muốn cho nó lộ cái đốt, cho nó thành cái đốt, thì các bạn uốn hở một ít cái màu đen ở trong cái chỉ dâu ra, các bạn đừng cuốn kín. Còn nếu các bạn thích nó một màu thì các bạn cuốn kín, còn không các bạn cứ hở cái chỉ đen ở trong ra là nó thành cái đốt. Hay ví dụ này, tôi cuốn nó hở ra tí nha, mà không mình cuốn kín luôn được, cuốn kín thì nó đẹp hơn, nó thành cái màu đỏ đẹp hơn, nhưng mình cuốn thế này thì nó lại có cái đốt giống hơn. Nói chung là tùy, tại vì nói chung đấy là mình cuốn nó đẹp thôi, chứ còn con cá nó không có nhìn ra cái đốt, có đốt hay không đâu các bạn. Này cuốn này nó nhiều lắm các bạn, mấy chục, chắc nghĩ cho nó phải cả chục mét một cuộn nó kéo dính này, hơn đấy, bé hơn nó. Này các bạn, nó cuốn vào nó mỏng lắm mà nó cuốn nó dày thế này này. Các bạn mua nhiều mà một cục, người ta không bán một cái này đâu, người ta bán một cái là 30 màu hoặc 25 màu gì đấy, cục giấy này rất là nhiều màu, có rẻ thôi các bạn 30. Các bạn biết tìm trên Shopee, mua của Trung Quốc thì nó rẻ nữa, còn mua cái tiệm online đây thì chắc chắn người ta mua về nó phải có lãi rồi, ta để cái đó người ta làm không biết bao nhiêu khách, mình ra mình mua luôn. Rồi cái này như lúc nãy tôi đã nói đó, các bạn không cần cho sợi chỉ cũng được, rồi các bạn sấy đi, sấy cái body và sấy chỗ cái gốc của ba cái sợi lông này đấy, thì nó sẽ nằm như thế này các bạn, bạn thấy chưa, nó sẽ té ra như thế. Các bạn để ý ba cái lông này, các bạn lấy cái lông thật mềm nhé, các bạn lấy lông cứng là khi con cá nó đớp nó chống cái lông và cái miệng nó bung ra là nó hay bị trượt nha các bạn.
ba cọng lông này thật mềm. Đấy, khi dùng nước nó mềm, cá nó đớp, nó không bị bật ra. Rồi tiếp theo các bạn dùng một cái loại lông gì, lông gà, lông vịt mà như dày á, lại to, các bạn tách lấy cái lông như thế này. Có thể các bạn làm bằng nhiều thứ, bằng xốp, bằng cao su gì cũng được, nhưng mà tôi có cái lông sẵn đây thì tôi cắt này. Thì thường thường mình hay tách cái dùng cái đầu cái lông này để làm cái canh nào đúng không? Thì hôm nay ví dụ mình không dùng cái này nữa nha các bạn. Cắt đi. Đấy. Ta sẽ dùng cái cánh nó bằng cái loại lông khác. Ví dụ các bạn thích làm nó đẹp hơn thì các bạn sẽ dùng cánh bằng loại khác. Dụ màu gì chẳng hạn, các bạn thích đổi màu. Rồi các bạn cuốn cái này vào đây. Đặt lên đúng cái lưng nó nha. Các bạn cuốn nó dài rồi. Dài hẳn rồi, một tầm khoảng các bạn canh khoảng 1 phần 3 cái con mồi, tức là cái lưng nữa chứ không phải cái bụng, hoặc nửa con mồi cũng được. Nói chung là ví dụ này tôi muốn cái này là một nửa đi, nói làm luôn. Rồi tiếp theo các bạn để như thế, chỗ này cái cánh ở đây thì nó có nhiều loại, đặt các bạn đặt sau, các bạn đặt cái cánh vào đây cũng được, hoặc các bạn đặt trước sau nó dễ nữa, nó dễ, các bạn dễ làm. Là sau nhé. Còn đây bây giờ mình, các bạn có thể cuốn cái lông công ở đây, hoặc các bạn mua được những cái này túi bằng những cái lông nhân tạo. Cái này loại lông thô, nó cũng cái loại này là loại nhiều màu, dạng bảy sắc cầu vồng luôn đấy các bạn. Đấy. Các bạn lấy một ít thôi, ít thôi. Các bạn về vào cái sợi này, cái này nó có hai cách. Ví dụ thường thường các bạn hay đặt vào, các bạn về vào đúng không, về đặt vào cái sợi chỉ, và mình về vào cái sợi chỉ này mình cuốn, thì cái loại đó thứ nhất là về nó hơi khó các bạn, về không quen là cái chỉ nó không, cái lông nó không cuốn vào cái sợi chỉ đâu. Thì tôi mới đây mình sẽ còn cách khác, mình vuốt cho cái lây lông này nó bè ra. Mình lấy cái dùi thật nhỏ thôi, các bạn tách làm sao cái sợi chỉ này, chỉ này không phải là chỉ đan như chỉ mấy khở, chỉ cắt cốt tông các bạn, chỉ này chỉ tơ nên nó chỉ, người ta chỉ cho nhiều sợi nó trùng vào nhau này thôi. Rồi các bạn tách ra, các bạn cho nó dài ra, các bạn lấy cái lông này mịn này này, cái loại lông mịn này này, các bạn đặt vào giữa hai sợi chỉ. Đấy. Cái này tùy theo con mồi các bạn đặt ít, các bạn đặt nhiều. Đúng không? Rồi. Các bạn cho hai sợi chỉ nó kẹp cái lông này vào giữa đúng không? Các bạn quay quay cái bobin, nó các bạn xe lại cái chỉ này. Xe rồi chỉ lại. Hơi về nhẹ đi. Rồi các bạn quay, quay làm sao cho cái chỉ nó xoắn mà cái lông này nó xoắn tít lại. Các bạn thấy không? Xoắn này đúng không? Cực chắc. Cái này rất khó rơi lông các bạn. Các bạn về vào kia các bạn nó còn trượt. Còn các bạn cuốn như như này này. Cứ xoay cái bobin ở dưới này thôi. Cái xoay này là cái chỉ nó cuốn lại. Đấy. Thấy chưa? Rất là đẹp. Các bạn cuốn nó xù nữa. Các bạn cuốn xong rồi các bạn lấy các bạn chải. Các bạn đánh. Đánh nhẹ thôi nha. Đấy, nó sẽ xù hết lên. Nào, nó sẽ xù lên, các bạn thấy không? Xù đều luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện, cầm cái này các bạn cuốn, cuốn vào. Các bạn để ý này, mình cuốn thì mình hơi vuốt để cho những cái lông nó chạy ra đằng sau hết, nó đừng chồm ra đằng trước. Thì mình vòng cuốn tiếp theo nó sẽ, mình chỉ cuốn sát bên cạnh chứ mình không cuốn cho nó đè lên đấy các bạn. Đấy.
Các bạn cho ít thôi, tôi cho này là hơi nhiều. Thì mấy các bạn làm dần dần các bạn sẽ quen. Rồi các bạn cuốn xong. Tiếp tục để mình cho cánh thì cái này các bạn để ý. Các bạn để không cũng nén được, nhưng mà các bạn nếu như sợ nó tuột á, các bạn tắt cho tôi một nút lại. Các bạn để ý nhé, vuốt hết lông đằng sau nhé. Một vòng thôi. Tắt nhiều nó cộm. Để giữ đấy mà nó khỏi tuột thôi. Rồi. Đồng xù quá luôn các bạn thấy không? Tí các bạn mình phải cắt bớt đi. Nó nhiều quá. Đấy. Tại vì cái sợi lông này nó dài. Mình để cũng được, để thì nó, nếu như các bạn muốn đánh con này nó nổi thì các bạn cứ để. Thì càng nhiều lông là nó nổi các bạn. Nó chìm chậm, nhưng mà đánh lua bằng cần UL thì không có tác dụng. Mồi nào nó cũng thành giống nhau hết, tại vì mình kéo mà có cái cục chợ ném nó dìm xuống rồi, nên không có cái hạt nào gọi là nổi được ấy, mồi nào nổi được hết ạ. Rồi các bạn để thế, các bạn tìm ra tôi một cái lông nhỏ thôi nhé, lông này không cần nhiều, lông gà lông vịt gì cũng được, nếu như có cái lông mà nó hoa mơ như này thì càng tốt. Các bạn tìm những cái con, các bạn lấy cái lông gà của cái con gà mái hoa mơ á, nó trắng, nói chung là lông gì cũng được, thì các bạn tuốt bớt đi. Mình làm cái cánh này nó không cần nhiều. Đó. Các bạn để ý này, từ cái chỗ mình buộc dây này cho đến cái góc của cái sợi lông trên lưng này, tí nữa mình sẽ bẻ nó lên này, thì các bạn để ý nó sẽ nằm ở đây đúng không, thì mình sẽ lấy cái lông nó cũng bằng đó thôi, không cần nhiều, những cái lông mà nó nằm nó xếp trên đấy. Rồi các bạn làm cho tôi này nha, các bạn tuốt bớt lên, các bạn tuốt lên như này. Các bạn đấy nhìn, các bạn lấy cái hai bên này thôi, cái đoạn này sau thì mình sẽ bỏ đi. Thì các bạn để ý này, cái bề ngang của những cái hàng lông trên này á, các bạn cảm thấy nó gần bằng vào cái chỗ mình sẽ cuốn, có nghĩa là từ cái chỗ điểm của cái sợi chỉ này cho đến cái, từ cái điểm này mình cuốn chỉ này vào đến cái góc này dài bao nhiêu, thì cái bề ngang của cái chỗ ấy nó cũng thế. Thì nếu dùng cái lông ngắn các bạn đặt vào, nhưng nếu các bạn không có lông ngắn, có cái lông dài như tôi này thì mình không cần phải như thế. Các bạn thích lấy cái lông cánh nó nhiều bao nhiêu lấy, thì mình chỉ lấy phần ngọn thôi, mình không lấy cái gân này. Gân này là mình đặt loại khác, thì sau này sẽ có những cái con tôi sẽ làm như thế. Rồi các bạn chia sẻ các bạn. Rồi, các bạn tước nó đây như thế này nha. Cái phần này mình sẽ bỏ phần trên đầu này. Thì các bạn tách nó lên, các bạn cắt sát vào cái chỗ này. Đó, nó sẽ cột cái phía trên này. Rồi, chúng ta lại vuốt xuống. Khi các bạn vuốt xuống thì các bạn sẽ thành được một cái như thế này đúng không? Cắt bỏ cái ngọn rồi. Cắt cái gân nó nhá, chứ đừng cắt cái lông ngoài. Đấy. Cắt bớt cho nó gọn. Rồi, khi các bạn được cái như thế này là đây là một cặp cánh. Thì cặp cánh này, tại vì tôi không lấy cái gân ở giữa, tại vì nó dài quá, mình đặt vào nó sẽ dài hơn con mồi. Thì các bạn lấy cho tôi cái phần ngọn rồi, các bạn cũng đặt vào như thế này nha. Các bạn nè, đặt vào cho cái lông trên lưng nó nằm ở giữa nha. Các bạn ăn vào, các bạn canh làm sao cái lông, cái hai bên cái lông mà nó dài, các bạn sẽ nghĩ là hai bên này là mình sẽ lấy làm cặp cánh, và các bạn đặt làm sao vừa ưng ý. Như tôi thì tôi lấy tầm khoảng bằng đến bằng cái chân của con mồi là được rồi, không cần dài quá, các bạn có thể lấy dài quá cũng được. Con đặt vào trên này nó thừa đúng không, kệ nó, các bạn canh à, vừa tầm các bạn cần lấy.
Ok. Đúng không? Trên này nó thừa cái này nhá các bạn. Các bạn bỏ, các bạn cuốn nó lại. Cuốn một hai vòng thì bắt đầu. Các bạn cuốn đỡ nó vào rồi các bạn để ý hai bên. Xem đã được chưa? Như thế này là dài đúng không? Các bạn rút. Cảm thấy nó vừa ưng ý thôi. Đấy. Các bạn thấy nó ưng ý vừa đủ. Đừng dài quá. Các bạn để ý nha, tách đều hai bên nhé. Các bạn cảm thấy ưng ý rồi, các bạn kéo cái lông, cái mốt máy mình buộc trên lưng đấy, cái lông to này, các bạn kéo lên, kéo lên trên cái lông này, các bạn cho nó gạt làm sao cho nó dẹt ra, bè bè ra, nó phủ trên lưng càng nhiều càng tốt đấy, đúng không? Các bạn cuốn lại, thường thường các bạn lên cuốn một hai vòng thôi rồi các bạn xem điều chỉnh. Cái này mình phải điều chỉnh chứ, mới cuốn mà là nó không có nằm cho đúng ý mình đâu. Cặp cánh này nó xòe ra mất rồi, nó không có được đẹp. Đấy, các bạn để ý như này là cộm rồi, mất cả cái sỏ lưỡi cầu à, nó sỏ cước à. Các bạn bẻ nó lên, các bạn cuốn vào đây cho rồi mấy vòng, rồi các bạn cắt đi, cắt bỏ sát luôn, nhớ cuốn mấy vòng rồi cắt nha. Các bạn cuốn một vòng rồi các bạn cắt là nó tột đấy, hai ba vòng vào đó, rồi chỗ này các bạn nó còn cắt xong nó còn cái vết, cái đầu lông nó nhô nhô lên đấy. Các bạn nói chung là để thế cũng được, không cần giấu nó kín, nhưng mà mình muốn đẹp thì mình cuốn chỉ vào cái chỗ đấy. Các bạn để ý nhé, cái đầu này con này nó phải tròn chứ các bạn đừng có cuốn dài ra nó rất là xấu. Cuốn một điểm thôi, cuốn dây lên cho cái đầu, cái chỉ của mình nó cuốn thành cái hạt luôn đấy, thì nó mới giống cái đầu của con muỗi, con bọ. Rồi được rồi, các bạn như thế này là các bạn thắt nút lại được rồi. Các bạn cho keo và chỉ thắt cũng được, hoặc là cho sau, tùy tùy theo con mồi mình tiện lúc nào mình cho đấy. Rồi ra, nói chung là cái lông này làm cánh nó cũng không được đẹp tại vì nó dài quá. Các bạn kiếm được cái lông nó ngắn quá, ngắn khi các bạn vuốt nó ra nó chỉ dài khoảng 7 ly là đẹp, là đặt hẳn nó vào đây làm để cả cái gân nó luôn. Cái con mồi đó lông nó đẹp, cái này nó dài quá nên mình phải cắt phía ngoài lên nó te ấy. Rồi các bạn ý nha, cái lông này dài quá nhìn nó rối. Các bạn đừng có cắt lông cánh nha, cắt cái lông mà lúc đầu lông mịn mình xe vào sợi chỉ đã, nhiều cái nó dài lằng ngoằng đó, các bạn cắt bớt đi, tỉa cho đẹp đó. Rồi các bạn dùng cho tôi cái bàn chải đánh nó lên, đánh cho nó xù lên nha, xù chứ không phải là đánh để dài, đánh cái sợi lông mịn á, đừng có đánh cái cánh này nó rối, cái cánh này nó sẽ gãy sợi lông thì nó xấu đấy. Cái lông đuôi này đặt nó chưa tẽ ra nên tôi chưa ưng ý lắm, thì các bạn rút kinh nghiệm nhé, cái lông này nó phải tẽ ra thành ba sợi thì nó mới đẹp, nó mới giống con phù du một tí.
loại cánh này là mình làm dễ thôi, nhiều loại cánh nữa, cái cách vào cánh nữa nó khó, nó nhiều hơn các bạn nhé. Từ từ chúng ta sẽ làm đến những con mồi như thế thôi. Đấy, các bạn nhìn trên TV mà các bạn thấy những cái lông này ở dưới này, này dài quá các bạn, làm mà các bạn thấy nó dài không ạ? Các bạn tỉa bớt đi. Cái lông kim tuyến này hoa mình cho vào để cho nó hấp dẫn con cá, nó dễ nhìn, có thể dễ phát hiện ra. Nha các bạn nhé. Các bạn không cho được nếu như mà các bạn đi câu suối mà nước trong trời nắng ấy, các bạn không có sợi kim tuyến này cũng chả sao. Thì thực tế con mồi nó cũng đâu có sợi kim tuyến đâu, đúng không? Nhưng mà nó có nhiều con các bạn thấy lưng cái bụng nó có độ bóng nha các bạn. Nó khi mà ánh mặt trời nó phản quang vào đấy, con cá nó cũng dễ nhận biết cái mồi không. Cái con mồi mình thì cho vào tạo điều kiện cho nó phát hiện ra con mồi. Đấy các bạn ý nhé. Rồi quên, các bạn nhớ cho keo. Trong cái này này, nhỏ quá các bạn có thể giỏ hẳn ruột keo vào cái đầu nó. Tôi nó loãng lên nó này. Nhưng mà các bạn hạn chế thôi, nếu như các bạn dùng cái dùi nhỏ các bạn chấm vào đúng cái chỗ cái nút của mình thắt được ấy, thì càng tốt. Tại vì các bạn nhỏ hẳn keo vào thì nó sẽ treo của tôi nó lỏng, nó sẽ thấm vào trong. Các bạn thấy khi nó thấm vào những khi mà nó khô á, cái chỗ này nó sẽ cứng và nó có những cái lông nên nó tạo ra những cái góc cạnh sắc. Cái lông nó cứng này thì con cá nó đớp, nhiều khi nó bị sượng cái mồm nó. Thì mình nên tạo điều kiện cho nó ăn cách mềm mại, êm ái, đúng không? Rồi các bạn cho keo, các bạn nhớ để ý. Vì là loại lưỡi câu quá nhỏ nên cho keo vào nhiều khi mình không có nhìn được đâu. Nó, keo nó chảy vào đây nó thành một cái lớp thôi, màng rất mỏng. Thấy không? Nó kín cái lỗ thì các bạn lấy cái sợi dì cứng hoặc cái sợi dây đồng như của tôi này. Nhỏ thôi không? Nói chung là nó to bằng cái sợi cước mình đi câu. Đó. Các bạn thông nó đi thì cái màng nó sẽ bị thủng, thì nó sẽ không bị lấp vào cái lỗ này nữa. Keo nó không lấp vào cái lỗ. Rồi xong rồi đấy các bạn sấy. Keo lỏng thì các bạn nhớ sấy lâu nha. Nó lỏng nó lâu khô. Tại vì nó cho cái chất liệu của nó cho ít. Keo đặc các bạn soi cái nào nó khô cứng ngay. Nhưng keo này soi lâu lắm rồi. Keo, cái lọ keo lỏng của tôi là keo công nghiệp, keo dầu. Rồi, cái này là chúng ta lại được một con mồi nha các bạn nhé. Con mồi này mình cái cách vào cánh dùng một sợi lông khác. Tại vì nếu như mình muốn cặp cánh này màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, nhưng mà cái thân của nó này là màu đen, màu nâu gì đó à, thì các bạn sẽ dùng cái loại lông khác màu các bạn đặt vào. Các bạn đặt nó ngắn xuống một tí. Như thế này các bạn thấy nó vẫn dài không? Đúng không? Tại vì nó dài thì đòi hỏi cái con cá mà nó đớp nó phải to, cái miệng con cá nó phải to thì con cá lớn, nhưng mà mình ở mình suối thì cá to thì chắc cũng hiếm, toàn loại nhỡ nhỡ bằng ngón tay trỏ thôi, đúng không? Ngón tay cái là có nhiều nơi các bạn nào mà ít bị đánh bắt, ít bị điện thì nó sẽ có mấy con to, thì khi mà nó lao đến nhiều con nó đâu phải đớp này, nó lớp ngang thì nó cái lông này chống vào cái đầu mỏ nó, cái đầu mồm nó bung ra lên. Các bạn đi lấy những cái lông này, lông mềm, đừng có lấy lông cứng lắm, trừ khi vùng các bạn có cá to quá nó lớp nó hấp một cái là lọt cả con mồi vào trong mồm thì không sao, thì lúc đó nó chỉ có làm kiểu gì được, lông gì cứng được. Để nói thật là cái lông mà mình làm con mồi ấy cứng làm sao bằng những cái cây cỏ rong rêu ở dưới suối, nhiều khi nó nhảy lên nó đớp con cào cào chỗ chấu con nhện ở cái bụi cỏ đó, nó đớp cả cỏ luôn. Con thấy không? Những cái cọng cỏ nó sắc nó vẫn ăn bình thường, mình hơi cứng tí thì mình không sợ, thì sợ là nó mồm nó nhỏ, nó cái lông nó chống vào mồm nó bật ra, nó đớp trượt.
Rồi, hôm nay chia sẻ với các bạn cách làm một con mồi như thế này nhé các bạn.